Xin chào quý anh chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái sản phẩm rất đặc biệt tại khu Zygate Nhà Bè, và phân tích cho quý anh chị có nên mua cái sản phẩm shop house của dự án Zygate Nhà Bè này hay không. Thì trước tiên Phước Sửu sẽ phân tích sơ qua về cái sản phẩm này. Thứ nhất là sản phẩm này nằm trên mặt đường Nguyễn Hữu Thọ, và bên trong con đường Nguyễn Hữu Thọ 60m thì có thêm con đường 12m để xe hơi qua lại mua sắm, dừng lại để đổ để lên những cái căn shop house này mua sắm. Và những cái căn shop house mà của GS đang chuẩn bị giao nhà đến quý khách hàng với diện tích là 7 x 18 và tổng diện tích xây dựng là 126m². Những căn shop house này xây dựng được một trệt, ba lầu và một áp mái, và chủ đầu tư hoàn thiện mặt ngoài, như quý anh chị đã thấy là rất là đẹp ha. Rồi bàn giao thô bên trong, nên quý anh chị có thể là tự decor thiết kế theo ý riêng của mình. Mình có thể tự kinh doanh hoặc là mình cho thuê ở tầng trệt, và mình có thể ở từ lầu 1 đến lầu 3. Với vị trí shop house này thì có chừa thang máy, nên là mình có thể thiết kế thang máy để có cái lối đi riêng biệt được. Hướng của căn shop house này là hướng đông, và mỗi căn shop house được thiết kế và bố trí rất hợp lý, tạo nên những khu phố thương mại sầm uất và cộng đồng cư dân đẳng cấp cho khu Nam Sài Gòn trong thời gian sắp tới. Thì như quý anh chị đã biết là đối với shop house của Phú Mỹ Hưng, như mặt tiền Nguyễn Văn Linh hoặc là những mặt tiền Bùi Đăng Đoàn thì giá rất là cao, tính trên mét vuông cũng giá tầm từ 350 đến 400 triệu một mét vuông. Đối với khu dân cư Him Lam, Ken Tẻ thì mặt tiền đường Nguyễn Thị Thập thì giá nó rơi vào tầm khoảng từ 300 đến 350. Thì đối với GS Nhà Bè này thì mức giá hiện tại chỉ hơn một nửa so với cái giá bán của những khu vực nêu trên. Và một cái điều đặc biệt nữa là khu GS Nhà Bè thì Phước Sửu phân tích sơ qua là một khu dân cư 350 hectare của tập đoàn GS Hàn Quốc, được biết đến là một chủ đầu tư hàng đầu trong việc xây dựng những cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, giống như là tuyến metro số 1 đường Phạm Văn Đồng nè, cầu Vàm Cống đồng bằng sông Cửu Long, cầu Vĩnh Thịnh Vĩnh Phúc, cầu Quý Cao ở Hải Phòng, và thiết kế cảnh quan Laguna Lanco Resort Huế. Và gần đây nhất là chủ đầu tư có cho ra dự án Zai River Thủ Thiêm quận 2. Thì về shop house của dự án GS là một shop house rất là đẹp, mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ, và tương lai dự kiến dự án Nhà Bè của tập đoàn GS Hàn Quốc 350 hectare sẽ sánh bằng hoặc là hơn dự án của Phú Mỹ Hưng, bởi vì họ rất là chú trọng thiết kế về cảnh quan, nên tập đoàn ông và ông đến từ Singapore thiết kế một căn nhà rất là đẹp về cảnh quan và nội thất. Rồi phần móng thì được Đông Dương và đơn vị xây dựng là Hòa Bình, là một trong những cái đơn vị xây dựng rất là nổi tiếng tại Việt Nam. Rồi rất là nhiều đơn vị thiết kế như là thiết kế cảnh quan, cơ sở hạ tầng và rất nhiều đơn vị thiết kế khác. Sở hữu những cái căn shop house của mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ của khu dân cư GS thì sẽ tận hưởng với nhiều club house lớn, và có 3 club house chính trong khu dân cư luôn. Thì quý cư dân sử dụng tự do, miễn phí, với phòng tập gym nè, sân tennis nè, hồ bơi, và có cả một cái hầm rượu dưới đất cho từng cư dân. Rất là nhiều công viên, và mỗi công viên thì mang một màu sắc khác nhau. Có công viên mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, và luôn chuyển trạng thái quy luật tự nhiên tương ứng với 4 loài hoa của 4 mùa. Đây sẽ là điểm đến độc đáo và nơi check-in rất là đẹp cho cư dân tại Zygate Nhà Bè. Quý anh chị cần thêm thông tin về khu dân cư GS thì inbox ngay cho Phước Sửu, hoặc quý anh chị cần ký gửi những sản phẩm chuyển nhượng lại khu dân cư GS này thì
thì hãy thông tin ngay cho Phước Sửu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.